Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt không thể tách rời, là một phần lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. Đó là chân lý bất di bất dịch trong trái tim của con dân đất Việt từ bao đời nay. Vùng biển nước ta có diện tích khoảng 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền, chiếm gần 30% diện tích biển Đông. Vùng biển nước ta có hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ, được phân bố khá đều theo chiều dài bờ biển và hai quần đảo tiên tiêu của Tổ quốc là Hoàng Sa và Trường Sa. Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng vừa trao tặng hai tư liệu quý về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cho Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa. Đây là hai bức ảnh do Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng sưu tầm. Một bức ảnh có nội dung là ngày 26 tháng 2 năm 1959 tại cảng Đà Nẵng thả các ngư phủ Trung Quốc xâm nhập trái phép quần đảo Hoàng Sa ngày 24 tháng 2 năm 1959. Bức ảnh còn lại có nội dung về lực lượng bảo vệ bắt giữ ngư dân Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa năm 1959. Cũng tại buổi lễ, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng trao tặng ấn phẩm nghiên cứu lịch sử xứ Quảng số mới nhất với 4 bài nghiên cứu về Hoàng Sa. Đây là những tư liệu mới nhất, tư liệu quý về Hoàng Sa là một trong những bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Hai bức ảnh quý này sẽ được trưng bày tại nhà trưng bày Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng chia sẻ, Hoàng Sa vẫn chưa về đất mẹ, nhưng ký ức về trận chiến vẫn còn nguyên vẹn. Ông Tiếng nhấn mạnh, những bức ảnh tư liệu này góp phần bổ sung thêm bằng chứng về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Theo ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng, những tư liệu này sẽ được tính toán trưng bày tại nhà trưng bày Hoàng Sa, qua đó góp phần hoàn thiện không gian nhà trưng bày nói riêng, tư liệu về Đà Nẵng nói chung. Đồng thời các tư liệu này còn thể hiện chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam. Ông Đồng cho hay, đây là những bằng chứng để mỗi người đến tham quan nghiên cứu xác thực được chủ quyền của Việt Nam. Trước đó trong các ngày 11, 12 đến ngày 13 tháng 1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa đã đến thăm hỏi, tặng quà Tết Nguyên đán, Giáp Thìn cho các nhân chứng Hoàng Sa còn sống và thắp hương tri ân những nhân chứng đã qua đời. Đây là những người từng sống, làm việc, bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo nhà trưng bày Hoàng Sa tại Đà Nẵng. Bằng chứng lịch sử pháp lý về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã và đang được nhiều quốc gia, cộng đồng quốc tế và nhiều nhà khoa học khẳng định. Nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền của mình đối với hai quần đảo này. Việc chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo này là rõ ràng, liên tục, hòa bình, phù hợp với nguyên tắc thụ đắc lãnh thổ hiện hành, nguyên tắc chiếm hữu thật sự của công pháp quốc tế. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong các bản đồ từ thế kỷ 17 cho thấy hai quần đảo được thể hiện liền một giải, bao gồm cả Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa, và ban đầu được người Việt gọi chung một cái tên nôm là Bãi Cát Vàng, thể hiện trong bản đồ cổ của Việt Nam mang tên Toản tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, do nhà địa lý Đỗ Bá Biên soạn và hoàn thành năm 1686. Vào nửa đầu thế kỷ 17, Chúa Nguyễn tổ chức đội Hoàng Sa lấy người từ xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi ra quần đảo Hoàng Sa thâu lượm hàng hóa, khí cụ trên các tàu mắc cạn và đánh bắt hải sản quý hiếm mang về dâng nộp. Chúa Nguyễn lại tổ chức thêm đội Bắc Hải lấy người thôn Tứ Chính hoặc xã Cảnh Dương, phủ Bình Thuận cấp giấy phép ra quần đảo Trường Sa với cùng nhiệm vụ như đội Hoàng Sa. Trong suốt 3 thế kỷ, từ thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19, dù trải qua nhiều triều đại khác nhau, nhà nước quân chủ Việt Nam đều đã xác lập và triển khai thực hiện các hoạt động quản lý và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và không gặp phải bất kỳ sự tranh chấp phản kháng nào. Thực tế này được chứng minh trong nhiều tư liệu sách cổ, văn bản pháp lý của nhà nước. Bản đồ thể hiện việc thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa được lưu giữ tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, Bộ Atlas Thế giới của Philippines Van der Malen xuất bản năm 1827 tại Bỉ, trong đó vẽ và miêu tả rõ quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ của Vương quốc An Nam. Ngoài ra, các châu bản Triều Nguyễn là các văn bản hành chính chính thức của triều đình nhà Nguyễn 1802-1945 có dấu son của vua là bằng chứng quan trọng khẳng định việc nhà nước quân chủ Việt Nam đã xác lập và triển khai nhiều hoạt động thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo này. Đây là các tài liệu quý giá của triều đình nhà Nguyễn để lại cho thế hệ sau. Khối tài liệu châu bản đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu cấp quốc tế.
Mới đây, ngày 20 tháng 1 năm 2024, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa năm 1974, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, như đã nhiều lần nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ 17, phù hợp với luật pháp quốc tế và được các nhà nước kế tiếp nhau của Việt Nam thực hiện một cách hòa bình, liên tục, công khai. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng bày tỏ, mọi hành động sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là việc sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trong quan hệ giữa các quốc gia, là hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, không thể tạo ra danh nghĩa chủ quyền cũng như không thể làm thay đổi sự thật chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam. Cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN đã để lại một dấu ấn đáng kể trong lịch sử với cách tiếp cận và quan điểm đối với vấn đề Biển Đông. Điều đáng chú ý nhất là quyết định đặt Biển Đông vào không gian biển ở Đông Nam Á nói chung, thể hiện một tầm nhìn bao quát hơn và sự đặc biệt quan tâm đến khu vực này. Đây là lần đầu tiên ASEAN tập trung vào việc Biển Đông trở thành trung tâm của sự chú ý và quan tâm của tổ chức. Trước đây, ASEAN đã phát đi 4 tuyên bố riêng biệt của các ngoại trưởng về Biển Đông, thường sau khi xảy ra các sự cố căng thẳng. Tuy nhiên lần này, mức độ căng thẳng chưa bùng phát như trước, cho thấy sự thận trọng và tính xây dựng trong việc đối phó với tình hình Biển Đông. Tuyên bố lần này đánh dấu sự kỳ vọng và tin tưởng vào vai trò của ASEAN trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Điều này bao gồm việc xây dựng các chuẩn mực ứng xử tại khu vực và thúc đẩy quá trình xây dựng không gian ở Biển Đông Nam Á hòa bình và ổn định. ASEAN cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ các văn kiện đã có, bao gồm Hiệp ước Hợp tác Thân thiện Đông Nam Á TAC và tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương AOIP với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước đối tác. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và ổn định cho khu vực Đông Nam Á và Biển Đông. Tuyến đường biển này không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn là một phần quan trọng của bản chất văn hóa và lịch sử của khu vực. Với vai trò là một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới, việc duy trì an ninh và ổn định ở Biển Đông không chỉ ảnh hưởng đến các quốc gia trong khu vực mà còn đến cả thế giới. Trước những thách thức phức tạp trong việc duy trì an ninh Biển Đông, ASEAN đang dần thể hiện sự đoàn kết và sẵn sàng làm việc với các quốc gia đối tác để đảm bảo rằng Biển Đông sẽ luôn là một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển. Điều này là một bước quan trọng và tích cực trong việc giải quyết các mâu thuẫn và xây dựng một tương lai tốt đẹp cho khu vực và toàn thế giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trường rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!